chung là học viên ở trong hội thì từ Nam ra Bắc bất kỳ chỗ nào đến thì thật sự ra em chỉ có lấy cái tài khoản like em ra em bán, tại vì anh em phải thấy được những cái này ở trong thị trường này thì em nói hẳn anh em mình làm được thì nó mới tồn tồn tại được. Tại sao có những người đi với em cả 3 năm, 4 năm, 2 năm, 1 năm, và trong kia mà anh thấy anh dở một cái list hình ảnh ra là anh thấy là đầy 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 đủ hết đó. Nha, phải nói là trong thời một thời gian dài em thật sự nhá, anh cứ hỏi anh Dũng thôi, hoặc anh Hòa mới vào hội cũng được mấy tháng em thức kinh không, chiến đấu luôn đấy nha, chứ không phải là một vài vài bữa mà em mới mới thức đâu. Thì khi mà anh em giao dịch ở trên thị trường đây em cũng nói hẳn là gì nhỉ, các cái điểm vào lệnh ra lệnh là ở đâu để em chia sẻ cho anh em hiểu rõ. Điểm vào lệnh thì theo những phương pháp mà em chia sẻ trong video, trong cái livestream này mọi người đừng hỏi phương pháp sao nhé, thì bên ngoài thì khi mà tắt cái livestream này đi thì em sẽ hướng dẫn. Có những cái mà như ngày hôm qua em dạy, sau có những cái khác thì ấy, thì nhờ cái mà thoát lệnh ở đâu thì em chia sẻ hẳn mọi người. Điểm vào lệnh mới là điểm quan trọng, còn điểm thoát lệnh thì nó nằm ở đâu, nó nằm vào ở mỗi người. Khi mà anh em mình sử dụng các cái phương pháp giao dịch khác nhau ở trên thị trường thì có nghĩa là gì nhỉ, bây giờ anh em vào một lệnh, ví dụ ở trên thị trường anh em mình vào một lệnh là gì nhỉ, scalping. Scalping là gì, là có phải là anh em mình vào một khối lượng lớn, scalping là gì nhỉ, vào khối lượng lớn ở trên một tài khoản, nó chiếm tỷ tỷ trọng ở trên một cái khối lượng này, nó chiếm khoảng tầm 10% đến 20% tài khoản. Vậy thì khi mà anh đánh một lệnh đấy ra thì anh sẽ phải xử lý sao, scalping là gì nhỉ, anh sẽ vào ra lệnh nhanh, có nghĩa là trong đó là nhà lời lỗ là anh phải xử lý ngay, không có được nuôi lời, cũng cấm được nuôi lỗ. Vậy thì khi mà anh em mình vào với cả một khối lượng lớn ở trên tài khoản tương đương 10-20% tài khoản thì có nghĩa là gì nhỉ, là khi mà vào đấy mà lời được 3 bip 5 bip là anh chạy mất đất. Và mỗi một phương pháp đấy anh em mình đánh thì anh em mình phải có cách để lựa chọn sàn. Scalping phải lựa chọn những cái sàn nào stress phải thấp thấp, ra vào lệnh phải dễ. Và khi mà gì nhỉ, vào lệnh ra vào lệnh dễ, và gì nhỉ, khi thị trường biến động mạnh mình mới vận dụng nó. Và người đánh được scalping là những người nhỉ, tâm lý cực kỳ ổn định ở trên thị trường này. Và những người này là kiểm soát được vấn đề là nhỉ, lòng tham của bản thân mình và điểm vào của họ chắc chắn là trên thị trường. Chứ không phải là nhỉ, anh em mình vào một lệnh ở trên thị trường, sau đó anh em mình ăn thì chút xíu, sau đó thì anh em mình ngồi gọi là gồng lỗ chi chít thì gọi đó là scalping, đấy không phải là scalping. Nhớ kỹ nhá. Scalping là gì nhỉ? Tốc độ ra vào lệnh nhanh khi mà thị trường biến động mạnh. Và gì nhỉ? Có lời có lỗ là phải xử lý ngay. Chứ không phải là anh em mình vào đấy. Nếu mà bây giờ ví dụ tài khoản 1.000, anh em mình đánh là hai lót đi. Vậy thì nó đi 5 bip có phải là được 100 đô chưa? Tương đương với bao nhiêu phần trăm tài khoản? 10% tài khoản đó. Nhưng bây giờ thì nhỉ, vào phát là âm cho 300 đô thì theo anh Hùng có cắt không? Gặp em ạ, 100 đô là em cắt. Tại vì khi mà anh ăn một lệnh chỉ có 100 đô thì anh phải xử lý một lệnh đấy trong vòng 100 đô. Vậy thì có nghĩa là nhỉ, phương pháp em dạy cho mọi người thì có nghĩa là tùy theo anh em bước vào, em chỉ cho mọi người điểm vào. Còn đâu mỗi người giao dịch sẽ có những cái tài khoản khác nhau, những khối lượng đánh khác nhau, tâm lý khác nhau. Để mà gì nhỉ, anh em sẽ có những cái hướng mà xử lý khác nhau trên thị trường. Rồi khi mà gì nhỉ, mọi người giao dịch swing ở trên thị trường thì mọi người phải hiểu một vấn đề nữa là gì nhỉ, các cái phương pháp ấy nó đều có cái điểm mạnh điểm yếu khác nhau ở trên thị trường. Vậy thì swing thì điểm mạnh là gì, điểm mạnh là tốc độ ra vào lệnh nhanh, kiếm tiền nhanh. Nhưng điểm yếu nó là gì nhỉ, nếu mà người đấy không có đủ khả năng quản trị, không có đủ khả năng vận dụng, chưa có thời gian trải nghiệm, tâm lý yếu thì có nghĩa là mất tiền nhanh. Nhưng mà em khẳng định cả mọi người là nhỉ, những ai mà giao dịch được scalping ở trên thị trường mà giỏi là những người kiếm được tiền tốc độ trên thị trường cực kỳ khủng khủng khiếp, em khẳng định luôn. Và mọi người thấy không, tất cả những video của em là em phối hợp scalping đánh swing đánh hẹp, em phối hợp lại để em đánh. Tại vì mỗi một khi mà anh em giao dịch đây thì nó sẽ có những cái vùng để mà anh em mình đánh phối hợp lại. Bởi vì khi mà gì nhỉ, ví dụ như là gì nhỉ, anh vào một lệnh scalping chỉ cần 5 bip mấy khối lượng lớn
Nhưng mà mọi người sẽ thấy nếu mà vào 0,01 5 bip thì được bao nhiêu đô? 0,5 0,5 sen. sen. Nhưng vào 0,1 thì 5 bip được bao nhiêu? Nó khác hẳn đó. Vào đến 10 lot 5 bip là được bao nhiêu? Vào đến 100 lot 5 bip được bao nhiêu? Khối lượng giao dịch thì sẽ phụ thuộc vào quá trình anh em phải luyện tập, quá trình anh em phải trải nghiệm trên thị trường. Dần dần đi từ thấp lên cao chứ không phải ra là nhỉ. Thấy em đánh 5 lot, 10 lot, thấy em đánh 0,5 một lot là thích là cũng vặn. Bởi vì cả quá trình anh em ra anh em phải thích nghi trên từng tài khoản khác nhau một. Rồi, scalping tâm lý nó sẽ khác và cách đánh nó sẽ khác và swing nó sẽ khác. Swing là gì nhỉ? Thời gian giải lệnh lâu ở trên thị trường và gì nhỉ? Thời gian để chờ nó đi đến những cái đích để xa lâu hơn. Nên nhớ rằng một lệnh thời gian ngấm ở trên thị trường càng lâu thì có nghĩa là thời gian rủi ro tương ứng mới cả nó. Nên có nghĩa khối lượng anh em mình vận dụng trên đấy thì phải đi tương thích. Khi mà anh em mình giao dịch swing sẽ không giao dịch theo 3% hoặc 5% tài khoản mà như em đã chỉ là bao nhiêu giá. Còn đâu khi mà anh em mình lướt ở trên thị trường sẽ là nhờ vận dụng theo 3% hay 5% giá trị của tài khoản. Đó, thế nên khi mà em giao dịch trong trường phái anh em đi học em thì sẽ có bốn dạng đánh như sau. Một là đánh scalping, hai là đánh lướt. Đánh lướt là sao? Đánh lướt là đánh những lệnh nằm trong ngày. Cho dù lệnh đấy ngăn cả 500 bip hay là gì nhỉ? 200 bip hay 50 bip thì đấy là những lệnh để trong ngày. Hay 1 hoặc 4 nữa. Dạ. Nha, là để ở trong ngày. Nha. Là miễn là gì nhỉ? Một lệnh đấy giao dịch ở trong ngày đấy thì gọi là một lệnh đánh lướt. Còn scalping là lệnh vào ra các em xử lý tắc thì luôn thì gọi là gì nhỉ? Lệnh scalping. Với cả khối lượng lớn. Thì hai cái này khác nhau không? Anh nhớ là nhỉ? Đánh scalping là em sử dụng 10% của tài khoản đấy, là một lệnh đánh. Ví dụ 1.000 em sẽ đánh là một lot hoặc là hai lot, là hai lot có nghĩa tương đương 20% không? Còn scalping em sẽ đánh của 3% đến 5% tài khoản. Nếu mà em đánh 0,1 mà 3% của tài khoản 1.000 đô anh hợi. 3% của tài khoản của 1.000 đô có phải 30 đô không? Nếu mà em đánh 0,1 thì có nghĩa là stop loss. Từ điểm vào cách ra đó là gì bao nhiêu? Là 30 bip. Nhưng mà em đánh 0,05 thì từ điểm vào em bay lên thì hạ xuống dưới này thì có phải là cách ra là bao nhiêu? 5 x 6 30 đúng không? Thì là 60 bip. Thì đó, thì anh em mình bám vào đấy để anh em vận dụng. Còn khi mà đánh swing ở trên thị trường thì giải lệnh như em đã hướng dẫn. Nha, là bao nhiêu giá và những cái cách mà hôm qua em đã hướng dẫn. Thì khi mà anh em vận dụng trong đấy anh em phải nhớ có bốn cái cây này để đánh này. Đánh thứ nhất là đánh scalping, thứ hai là đánh lướt, thứ ba là đánh swing, thứ tư là đánh hẹp ở trên thị trường. Nhưng trong thời gian đầu mọi người tập cho em là tập điểm vào lệnh ở trên thị trường. Tất cả em không cần mọi người ăn nhiều và trong thời gian đầu của quá trình anh em bắt đầu học em là nên nhớ là nhỉ. Trong thời gian khoảng 6 tháng tới tuyệt đối không ra mở tài khoản đánh. Là gì nhỉ? Theo dõi anh em ở trong hội cùng với cả bản thân em live stream hàng ngày này, thấy em đánh như thế nào trên thị trường, đó mới là giá trị mà anh em cần theo dõi và hàng ngày tập luyện cho em cần thì hỏi lại em, thì như vậy mới trả lại. Còn đâu mà gì nhỉ, lén mở tài khoản là mọi người tử nạn, tại vì lúc này mọi người hiểu cái gì đâu để mà vận dụng. Thì trong thời gian này tìm hiểu, trong thời gian này là gì nhỉ, để nhìn nhận lại những gì em đang giao dịch ở trên thị trường để dần dần phối hợp lại. Chứ bây giờ là nhờ vừa mới học xong kêu là nhờ ra ngoài mở tài khoản đánh nó mới có cảm xúc. Xin lỗi anh, demo nó mới là giá trị của cảm xúc để sau này mình không bị mất tiền trên thị trường. Có nhiều người nói với cả anh em mình rằng sử dụng robot ấy, nó mới là gì nhờ không có cảm xúc. Nhưng xin lỗi, con robot đấy nó vào nó âm cho đến 70% tiền có cảm xúc không? Em xin lỗi, nó càng chạy thì càng giá thấp nhang cho nó làm sao nó hòa vốn thì đấy có phải là cảm xúc không? Thì tất cả để em có được ngày hôm nay là cả quá trình em trải nghiệm ở trên thị trường. Mọi người phải thấy em giao dịch, thấy em chứng minh rồi, những đợt em ra lên đây ngồi cùng trải nghiệm với em thì dần dần mới có được cái kinh nghiệm. Em nói hẳn, một trader ở trên thị trường cần nhất là phải có kinh nghiệm giao dịch. Mà kinh nghiệm đấy từ đâu? Là từ những sự vấp ngã trên thị trường. Vậy thì mọi người không muốn mất nhiều tiền thì mọi người nhìn vào em chứng minh.
Và sau đó thì nhỉ, cả khoảng thời gian tập luyện trên thị trường nó sẽ giảm thiểu cho mọi người rất là nhiều. Còn không ra mở vào trong này, anh nên nhớ là thị trường Forex không phải là thị trường tất cả cùng win đâu. Đầu tư là gì? Là tiền từ túi của người này qua túi của người khác, giá trị cộng lại nó vẫn là bằng không, nó đâu có thể tự đẻ ra giá trị lợi nhuận trong đó. Khi mà một lượng vốn lớn đẩy vào trong thị trường thì có một nhóm nhà đầu tư nhỏ, người ta ăn, người ta bê hết cha nó phần đấy ra ngoài thì làm gì gọi là nhà vốn hóa trên thị trường, đấy là cạn rồi. Nó đâu còn đẩy tiếp vào. Thì lúc đấy thì gọi là thị trường mất thanh khoản chưa? Và mọi người nên nhớ rằng nhỉ, chạy theo xe cứu thương hay là gì nhỉ, hứng giao rơi không phải là những giá trị để mà mọi người nhìn nhận, mà những giá trị mọi người nhìn nhận được hay không là nhỉ, phải đánh giá được năng lực, đánh giá được kiến thức và đánh giá được bản thân mình ở trên thị trường đấy đang sao. Mọi người nghĩ rằng quản lý vốn là phải stop loss hay take profit sao? Mọi người nhìn vào trong này của em này, có stop loss, có take profit không? Mà có chết không? Không hề chết. Mà đây là cả một chuỗi gì nhỉ, những điều chỉnh khác nhau ở trên thị trường. Anh em ở trong Sài Gòn nhé, những cái đoạn mà em điều chỉnh lệnh ở trên thị trường em bắt ra ngồi nhìn. Thế nên những cái kỹ năng mà em vận dụng các cái phương pháp lại với nhau, những em điều chỉnh các cái khối lượng trên từng một tài khoản khác nhau là gì nhỉ, họ ngồi họ nhìn họ nhuần nhuyễn không? Còn anh em xa ấy, cần gì em khuyên là cần gì ạ, cứ inbox hỏi em trực tiếp, đừng có ngại, bởi vì ngại là mất tiền thôi. Tại vì mỗi một lần khi mà anh em mình bước vào trong thị trường này, anh em mình cảm thấy là anh em mình sắp sửa thành công ở trên thị trường là anh em lại sấp mặt rồi. Đó, tại sao mà em không thích mở cái tài khoản này lên? Bởi vì đơn giản là em đánh em còn quan tâm đến lời lỗ đâu, thì em thường em hay để xuống. Và mọi người thấy có stop loss, có take profit không? Nhưng tại làm sao mà em khẳng định được những vùng giá này là em có thể gì nhỉ, yên tâm em để? Bởi vì đây là nhà là những sự trải nghiệm nhiều năm ở trên thị trường, và em đã tồn tại ở trên thị trường và em đã ra ngoài em chơi trực tiếp cho mọi người thấy được. Còn đâu khi mà mọi người vào một lệnh là nhà, có khi á mọi người không có gì nhỉ, đặt stop loss take profit mọi người phập phồng đó. Giống như anh ngày xưa anh đánh, anh có phải stop loss take profit đâu, anh có sợ không? Nhưng mà anh em ở đây ngồi nhìn tài khoản em đánh, mặt em tỉnh bơ không, đi chơi thoải mái không? Các vùng giá em luôn luôn là nhà em vạch ra trước hết rồi. Tại làm sao em bảo cả anh em là gì nhỉ, vào trong thị trường này khi mà ra ngoài giao dịch phối hợp những cái lệnh mà gì nhỉ, cứ buổi sáng, là có phải buổi sáng em dậy sớm không anh? Sáng em dậy sớm là nhờ điều đầu tiên nhiệm vụ của em là cho lệnh cho cả nhà và cho chính em. Mọi người mở ra đình nhà để mọi người xem này, trước khi mở cái lệnh của em ra thì hãy tập cho lệnh đi, tập cho lệnh, sau đó mở ra so lại, xong bắt đầu để xem này nhà. Mới đầu là không có được nhìn nhận vào cái lệnh này của em mà phải tin vào cái lệnh của mình, sau đó mình sẽ bảo là tại sao lệnh của em đúng và tại sao lệnh của mình sai, sau điều chỉnh lại, xong dần dần thì bắt đầu là nhà tập đánh trên những cái lệnh của mình, tin tưởng đánh trên những cái lệnh của mình, dần dần mọi người mới có được một thứ là nhà tin vào những gì mà mình đưa ra. Mọi người đi học em là đi học chay chứ không phải là đi học lệ lệ thuộc đó. Thì đây là những thứ mà em chia sẻ cho anh em để anh em hiểu, và em mong muốn rằng mình nhà phải có sự tương tác đó, chứ không mà gì nhỉ, anh em mình về mà gì nhỉ, im re không hỏi là gì nhỉ, xin lỗi là em bó tay. Riêng cái bài đầu tiên em dạy cho anh em là em mất 4 năm đổ máu biết bao nhiêu tiền. Đối với em ở trên thị trường kiến thức chỉ có duy nhất, nếu mà ai bước vào phòng chay của em rồi sẽ thấy một thứ. Anh Hợi vào phòng chay em rồi đúng không? Anh có thấy có cuốn sách nào về Forex không? Em không có đọc sách, bởi vì em không tin rằng những thằng viết viết ra cuốn sách đấy nó có thể chay được. Em chỉ tin vào giá trị của thực tế thôi đó. Thì em mong muốn rằng tất cả mọi thứ em chia sẻ hàng ngày, em đánh như này, nhìn vào lệnh của em, trước khi nhìn vào lệnh của em, anh em tập cho giá trị theo những gì mà em dạy anh em đánh, rồi sau đó này nhờ anh em phối hợp dần dần làm sao mà để cho sắt đây. Và khi mà cho lệnh rồi thì mọi người sẽ hiểu một vấn đề nhỉ, giữa phát lệnh ra mới cả giao dịch là hoàn toàn những giá trị khác nhau đúng không anh Hùng?
đến lúc quyết định vào lệnh rồi nó mới là tâm lý, bởi vì quyết định vào lệnh rồi nó ảnh hưởng đến tiền bạc của mình không. Thế nên ở trên thị trường nhiều thằng ấy, nó vẽ ra, nó kéo cái này của mọi người lên này, nó kéo cái này lên này, nó kéo cái này đây, nó che lấp cái phần này đi thì nó không cho mọi người thấy được like hay là để demo, nó bịt cái phần phần này này đi, thì nó bịt đi rồi thì làm sao mà anh em mình biết được like hay demo. Xong rồi nó vẽ nó xe kèo này kèo nọ ra thì anh em mình có nhìn có nhận định được xem là nhỉ, cái kèo đấy là nó có đánh hay là không. Bây giờ em chỉ nói hẳn đầy thằng bên ngoài cho anh em, cuối cùng nó không đánh, anh em lấy tiền nhà ra anh em bỏ vào đấy, vậy thì anh em thử suy nghĩ rằng xem là cái hành động đấy là anh em mình đã được nhỉ, vô lý trong vấn đề quản trị vốn chưa. Quản trị vốn đầu tiên không phải là stop loss hay là take profit, em nhắc lại nha, quản trị vốn là mình phải đánh giá được kiến thức đấy như thế nào, năng lực của mình như thế nào, thị trường như thế nào và tâm lý của mình như thế nào trên thị trường này, sự trải nghiệm và của mình ở trên thị trường này, những giá trị cuối cùng của quản trị vốn đó là nhà mới là nhà của xử lý lệnh, chính là nhà stop loss hoặc take profit. Người mà không biết, xin lỗi, anh có đặt stop loss vào đấy, giá gần xuống này anh sẽ rời stop loss. Còn đâu thì nhà xong bắt đầu là vào thêm lệnh. Một trader đúng ở trên thị trường tuyệt đối không đánh martingale là giải lệnh hoặc là đắp tháp. Mà gì nhỉ? Bắn phát nào là phải trúng phát đấy. Và nghệ thuật của sử dụng vốn chính là gì nhỉ? Sử dụng giá trị dòng vốn càng nhỏ, có nghĩa là tài khoản càng nhỏ bao nhiêu, đem về được lợi nhuận càng lớn bao nhiêu, thì người đầu tư đấy hoặc là trader đấy mới là người sử dụng vốn một cách hiệu quả, mới là gì nhỉ, đem về lợi nhuận cách hiệu quả trên thị trường này, chứ không phải là nhà đem một cái tài khoản 10.000 đô ra sau đó giải 0,1 0,1 0,1 có lời 2 3 đô thì cắt xong bắt đầu lỗ bắt đầu cứ nuôi nuôi, đấy không phải là cấu thành của một trader, đấy chỉ là cấu thành của một con bạc ở trên thị trường này mà thôi. Một trader là nhà giải ngồi chờ và gì nhỉ, đầu tiên ở trên thị trường hãy là gì nhỉ, tập giữ tiền của mình và nhận định các giá trị của cơ hội, nhớ kỹ cho em nhé, chứ không phải là một trader trên thị trường này nhỉ phải ra ngoài là nhỉ hôm nay ta phải target bao nhiêu rồi phải đánh bao nhiêu cặp phải gì đấy ăn bao nhiêu bip rồi phải top lot bao nhiêu take profit bao nhiêu. Nếu mà làm được ra như vậy đúng như vậy mà giàu em cũng làm. Bây giờ mọi người thử quay lại xem có phải anh ở trong thị trường này lâu, anh Hùng cũng một thời gian rồi đúng không, anh thấy không, tất cả những cái bài đấy xong rồi đến 99% trader chết sặc máu trên thị trường không. Một trader trên thị trường tồn tại được hay không là nhờ bản thân họ phải hiểu được những vấn đề này. Em bây giờ nhá, em thích sử dụng tài khoản nhỏ, em bắn tỉa trên đấy và không có bất kỳ một áp lực nào là nhờ hôm nay ta phải vào lệnh hay là không vào lệnh. Mà thì cái quan trọng nhất của em là nhờ em xác định được những biến động trên thị trường và sau đó thì những biến động này em mới đưa ra những giá trị là nhờ em có thể sử dụng phương pháp nào trong đấy. Là gì nhỉ? Phương pháp đấy có nghĩa là tương ứng với từng giá trị tài khoản một em cần phải đánh. Còn khi mà mình không biết giao dịch ở trên thị trường, tiền của mình nạp vào trong thị trường này 10.000 có nghĩa là giá trị mất 10.000 đâu. Cộng với cả những số tiền còn lại ở bên ngoài. Đứt có phải là nạp thêm không? Khi mà đã say máu ở trên thị trường này rồi là đứt hoặc là nạp thêm. Tất cả các giá trị giao dịch ở trên thị trường không được nhìn về quá khứ. Bởi vì quá khứ là những thứ nó đã xảy ra rồi, ai nói cũng được. Cần nhất là gì nhỉ? Ở ngay giá trị hiện tại này này, anh em mình có đưa ra được những sự quyết định hay không để đem được về lợi nhuận. Em cần nhất là giá trị hiện tại. Cây này này, đừng hỏi mấy em là gì nhỉ? Ví dụ chỗ này buy hay là sell. Cần em sẽ phân tích buy hay sell em vào trực tiếp trên tài khoản của em. Chứ còn đâu để nói về quá khứ thì ai mà chẳng nói được, nhưng ở tại cái hiện tại này mới là cái quan trọng. Nhớ kỹ cho em nhé, stop loss hay take profit ở trên thị trường này là những giá trị cuối cùng ở trên thị trường, khi mà bản thân anh em mình không giải quyết được anh em phải trả lệnh ngay. Một trader trên thị trường cấu thành ấy, là gì nhỉ, phải dám cắt lỗ nuôi được lời, chứ không phải là nhỉ lời 5-3 đô cắt lỗ một phát nuôi xong rồi mới hy vọng là nó quay lại, nhớ kỹ cho em. Và thì nhờ khi mà em nhìn vào một cái lịch sử giao dịch ấy, là em nhìn vào số tiền họ nạp là bao nhiêu là cái đầu tiên, sau đó là nhờ
cái tên của, có phải tên tài khoản của họ hay không, rồi sau đó là gì nhỉ, khối lượng của họ giao dịch có ổn định hay là không, cái số lượng, cái khối lượng, Giao lượng dịch giao à. giao giao dịch nó ổn định, nó biểu hiện của vấn đề tâm lý. Bây giờ lúc thì thăng, lúc thì trầm, lúc thì thăng, lúc thì trầm. Em nói thật nha, ăn thì ăn được tí tí, xong rồi lúc thăng lên á, ui phát này chết, sập xuống này, xong rồi lại trầm lại. Đánh thế là trước sau thì cũng là cũng hết hết tiền. Thì khi mà anh em giao dịch, anh em mình cần phải có thời gian để điều tiết những cái này. Thật sự ra mới đầu học về thì ai cũng cảm thấy là gì nhỉ, hiểu và đơn giản. Cái mà em cần nhất là nhà sau đó 1 tuần ấy, còn lại kiến thức của mình hay không nó mới là vấn đề. Rồi sau đó những lần gặp sau nó mới là nhiều thứ. Và em nhắc lại một lần nữa, điểm ra lệnh ở đâu? Phương pháp, bất kỳ một phương pháp nào, khi mà một nhà đầu tư ấy, họ đưa ra một cái phương pháp nào, họ quyết định họ vào lệnh, thì họ phải tính toán được đến gì nhỉ? Họ sẽ thoái vốn ở chỗ nào? Có nghĩa là thoát lệnh. Đầu tiên ở trên thị trường này, anh em mình giao dịch là tập điểm vào, hôm nay tập đúng, mai tập đúng, có phải dần dần anh em mình tin vào sự quyết định đấy không? Còn hôm nay đánh sai, mai đánh sai là xin lỗi vứt đi. Và một chuyên gia ở trong một bất kỳ một lĩnh vực nào không thể nào mà ôm tùm lum các cặp được. Người ta chỉ chuyên một thứ thôi. Có đúng không ạ? Chứ bây giờ cặp nào cũng đưa ra thì em nói hẳn em chỉ khuyên anh chị gặp đúng thằng đấy. Bây giờ anh mày mạnh nhất cặp nào, mày cho tao theo dõi cặp đấy đúng 1 tháng. Là lòi ra hết rồi. Và với cả biết đánh rồi cần gì ủy thác. Đó, thì em chia sẻ hẳn anh em này. Thì khi mà anh em mình đánh qua một thời gian rồi, tâm lý ổn định rồi, anh em mình sẽ không cần thường em toàn đánh này. Em chẳng bao giờ em để lên đâu, thường em toàn đánh này. Em chẳng bao giờ em nhìn tiền bạc các thứ. Em toàn là gì nhỉ? Để không này trên thị trường. Đó, em toàn để này, em nhìn. Em không, thực ra vào lệnh xong em để nguyên này, em nhìn, em không còn bị tác động nữa. Còn đâu anh em mới thì nhỉ? Sẽ bị những cái tác động trên thị trường không? Thực ra thì nhà khi mà vào lệnh đến đến đây rồi thì mình biết đến đây là lời bao nhiêu không? Đó, buy sell như nào anh em mình biết hết rồi. Phải biết được những cái đoạn nào anh em cần vào lệnh, những cái đoạn nào anh em cần nuôi để phối hợp lại với nhau thì nó cả một cái quá trình mà anh em mình sẽ phải đồng hành với cả nhau. Nhớ nha. Và em nói hẳn với cả anh em là gì nhỉ? Kiến thức em chia sẻ cả anh em bảo là anh em chỉ sử dụng cho cái nào thì đúng cái đấy, bởi vì cái đấy là tại làm sao anh đến học em, tại làm sao anh em ở đây đến học em, có phải là theo dõi em đánh không, ngồi bắt đầu nhỉ, mới thấy là nhỉ nó đúng, mới cả thấy em chứng minh hàng ngày thực tế này. Vậy thì đừng có áp dụng theo những gì mà em bảo là nhỉ không được đánh. Một phương pháp em chia sẻ cho mọi người, không tin mọi người về một, lấy một tài khoản để mua ra tập đánh đúng những gì em dạy, và một tài khoản để mua đánh ngược những gì em dạy, xem nó có phải giá trị không. Rồi hàng ngày thấy em chứng minh mọi người, và sau này không tin vào trong hội anh thử hỏi xem là mọi người có thích coi livestream của em không. Dần ở trong hội nó chán rồi, mới đầu anh em còn thích, về sau hàng ngày coi nó thành ra chán không. Thì đây là điều mà em mong muốn là nhỉ, em chứng minh cho mọi người lên đây mọi người có thể phân tích lại. Rồi hàng ngày em post ở trên room đó, cần gì cứ hỏi và anh em trong hội người ta sẽ trao đổi. Tại vì mọi người nên nhớ rằng nhà có thể trao đổi với em, có thể trao đổi với toàn bộ anh em trong hội. Em cần một thứ là tương tác nhiều nó mới vui, nó mới hiểu được nhiều. Ok chưa ạ? Đó thì đấy mọi người cứ xem đây, em sẽ lưu cái này lại. Điểm ra lệnh ở đâu là gì nhỉ, do từng cách mà gì nhỉ, anh em mình vận dụng khối lượng và anh em mình ăn được thì anh em mình dám nuôi. Em nói thật nhé, thời gian mà chờ khoảng này nó khác, thời gian chờ khoảng này khác không, mà chờ khoảng này nó khác hẳn đâu, nhưng mà chờ khoảng này mà khối lượng lớn nó khác hẳn chờ cả khoảng này mà khối lượng nhỏ không. Đấy do anh em hết nhớ nhé. Ăn được thì anh em mình dám nuôi. Em nói thật nhé, thời gian mà chờ khoảng này nó khác, thời gian Mà chờ em lưu khoảng cái này này nó lại. khác. Mà chờ Anh em khoảng có này rảnh thì cứ add nhưng Facebook mà em nhé, chờ khoảng này mà khối lượng lớn nó khác add chờ cho em khoảng rồi này em với khối lượng thấy nhỏ. lại. Đấy rồi anh em hết nhớ nhé.